bài trong quá trình học tập, các em phải chấp hành nghiêm kỷ luật của lớp học online. Khi các em vào học thì yêu cầu các em là tắt âm thanh để tránh sự ồn ào của lớp. Và nội dung của bài thì gồm có 3 phần. Phần 1 là hiện tượng bắn góc này và nguyên nhân sinh ra góc này. Phần 2 là hình dáng của đường đạn trong không gian và ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu. Phần 3 là khái niệm về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm và điểm ngắm. Và nội dung trọng tâm của bài là phần 3, khái niệm về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm và điểm ngắm. Và nội dung của cái bài này thì các em lưu ý như sau. Một là cái phần A và phần B thì ở trong cái quyển giáo trình của chúng ta không có biên soạn. Các thầy lại nghiên cứu ở cái quyển giáo trình kỹ thuật chiến đấu bộ binh để biên soạn. Thế còn cái phần C là khái niệm về ngắm bắn, cách chọn thước ngắm và điểm ngắm thì trong cái quyển tài liệu của chúng ta có. Và thời gian của bài thì ta giải quyết từ giờ đến 9 giờ. Xong đó ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút và ta sẽ tổ chức thảo luận. Tổ chức và phương pháp tổ chức thì theo lớp học online. Về phương pháp của thầy thì thầy sẽ thuyết trình, giải thích, phân tích. Sau đây thầy sẽ đi vào nội dung của bài. Một là hiện tượng bắn góc này và nguyên nhân sinh ra góc này. Thế thì hiện tượng bắn là gì? Hiện các em đã giải quyết, các thầy đã giải quyết đối với các em rồi. Sau đây thầy sẽ chiếu một cái đoạn clip độ khoảng 10 giây để các em sẽ theo dõi cái hiện tượng bắn như nào. Các em chú ý theo dõi. Mất rồi, Thịnh à. Mất rồi, mở cái đoạn phim xong nó mất luôn à. Vừa rồi các em đã theo dõi một cái đoạn phim về hiện tượng bắn là gì. Thì thầy tóm lại về cái hiện tượng bắn cụ thể nó như sau. Và hiện tượng bắn thì khi người bắn thực hiện động tác bắn, người bắn lên đạn
hướng nòng súng về mục tiêu, sau đó người bắn bóp cò. Khi bóp cò thì búa đập đập vào kim hỏa chọc vào hạt lửa đốt cháy dây thuốc phóng cháy sẽ sinh ra áp lực rất mạnh vừa nén vào thành buồng đạn và thành của nòng súng, làm viên đạn chuyển động ở trong nòng súng với vận tốc là bằng 3.000 vòng trên một giây. Khi viên đạn ra khỏi miệng nòng súng tạo sức tốc ban đầu lớn nhất đối với súng tiểu liên AK là bằng 710 mét trên giây và đối với súng AK cải tiến là bằng 715 mét trên giây. Thì cái hiện tượng như vậy người ta gọi là hiện tượng bắn, người ta gọi là hiện tượng bắn. Và tóm lại hiện tượng bắn là gì? Hiện tượng bắn là quá trình chuyển hóa năng lượng của thuốc phóng khi bị đốt cháy thì biến thành động năng của đầu đạn. Thầy nhắc lại, tóm lại, hiện tượng bắn là gì? Hiện tượng bắn là quá trình chuyển hóa năng lượng của thuốc phóng khi bị đốt cháy thì biến thành động năng của đầu đạn. À, khi thuốc phóng nó chưa bị đốt cháy, nó đang ở chế độ tĩnh thì viên đạn chưa chuyển động được. À, khi thuốc phóng nó bị đốt cháy rồi thì cái viên đạn nó sẽ chuyển thành động năng của đầu đạn để viên đạn nó chuyển động vào trong nòng súng. Ta sang phần B, góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy. Thầy yêu cầu một số bạn vào sau các em tắt mic đi. Góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy. Thế thì góc nảy là gì? Góc nảy là góc tạo bởi trục của nòng súng khi đã lấy xong đường ngắm và trục của nòng súng ở thời điểm đạn bay ra khỏi nòng. Thầy nhắc lại, góc nảy là gì? Góc nảy là góc tạo bởi trục của nòng súng khi đã lấy xong đường ngắm và trục của nòng súng ở thời điểm đạn bay ra khỏi nòng. Về độ lớn của góc nảy thì phụ thuộc vào súng và trình độ thao tác của người bắn. Thế thì cái góc này nó là góc như thế nào? Đây, các em theo dõi cái góc này, gọi góc này. Thầy thanh tắt màn hình nhé. Alo, thầy xin lỗi các em ba vì vừa rồi nó có cái trục trặc ở cái đường truyền, các em thông cảm. Thầy đang tiếp tục nội dung của bài. Thì độ lớn của góc nảy phụ thuộc vào cấu tạo của từng loại súng và trình độ thao tác của người sử dụng. Thầy lấy ví dụ như sau. À, cùng một cái khẩu súng tiểu liên AK này, nhưng một trong một lớp học chẳng hạn, cũng có bạn bắn được 3 vòng 10, cũng có bạn bắn được 3 vòng 7, thậm chí cũng có bạn bắn được 3 vòng 6. Thế là cái này là do cái người sử dụng bắn chứ không phải do súng. Thế thì ta muốn khắc phục được cái trình độ thao tác của người bắn này thì ta phải giữ súng bằng, chắc, đều, bền trong quá trình chiến đấu. Thầy sang nội dung thứ hai là nguyên nhân thứ hai là do va chạm. Do va chạm là như thế nào?
Trong quá trình bắn, các bộ phận của súng chuyển động va chạm vào nhau làm cho trục nòng súng thay đổi so với vị trí ban đầu. Khi bệ khóa nòng lùi có xu hướng làm cho nòng súng nhảy lên. Khi bệ khóa nòng tiến có xu hướng làm cho nòng súng trúc xuống. Thế thì trong quá trình bắn, các cái bộ phận của súng, bộ phận bên trong của súng va chạm vào nhau làm cho cái trục của nòng súng nó thay đổi so với vị trí ban đầu. À, nếu như thế thì nếu như cái khẩu súng lúc thì nó trúc lên, lúc thì nó trúc xuống như vậy thì ta bắn làm sao được? À, thực tế thì cái nguyên nhân này, ông kỹ sư Kalashnikov người nước Nga, ông ấy đã khắc phục cái nguyên nhân va chạm này như thế nào. Thì ta sang cái phần B là do dao động của nòng súng. Dưới tác dụng va đập của cái thuốc và sự va đập của đầu đạn làm cho của nòng súng dao động quanh vị trí ban đầu. Độ dao động của nòng súng thì nó phụ thuộc vào độ dày và chiều dài của nòng súng. Thầy nhắc lại, nguyên nhân thứ hai là do dao động của nòng súng. Dưới tác dụng va đập của khí thuốc và sự va đập của đầu đạn làm cho trục của nòng súng dao động quanh vị trí ban đầu. Dao động quanh vị trí ban đầu này thì nó phụ thuộc vào chiều dài và độ dày của nòng súng. Đối với súng tiểu liên AK thì nòng súng dài 415mm. Đối với súng trung liên RBD thì cái nòng súng dài là bằng 521mm. Thì các em đã nghiên cứu ở cái bài Q41, các thầy đã giới thiệu đối với các em rồi. Nếu như ta so sánh hai cái khẩu súng này thì cái khẩu súng trung liên RBD này bắn nó chụm hơn và nó chính xác hơn khẩu súng AK của chúng ta, khẩu súng trung liên RBD này. Lý do là do cái chiều dài của nòng súng nó dài hơn. Ta sang phần thứ ba, nguyên nhân thứ ba là do súng giật lùi. Trong quá trình bắn, bệ khóa nòng, lò xo bu đập, kim hỏa chuyển động về phía trước, sinh ra phản lực làm cho súng giật lùi về phía sau, bị vai người chặn lại do cấu tạo của bắn súng chếch làm cho nòng súng nó hất lên. Lý do làm sao mà ông kỹ sư Kalashnikov người nước Nga, ông ấy biết được cái nguyên nhân thứ ba là do súng giật lùi. Buổi sáng ngày nay là cái quân số tham gia học tập rất thấp, mới có 147 bạn. Trong quá trình bắn thì bệ khóa nòng, lò xo bu đập, kim hỏa chuyển động về phía trước, sinh ra phản lực làm cho súng giật lùi về phía sau, bị vai người chặn lại. Thì ông kỹ sư Kalashnikov người nước Nga, ông ấy biết được cái nguyên nhân thứ ba này là do súng nó giật lùi. Thế nên là trong quá trình nghiên cứu thì ông đã nghiên cứu ra cái báng súng này. Các em theo dõi cái báng súng. Cái báng súng nó chếch như này. Báng súng nó chếch khi mà ta bắn ấy, thì cái phản lực nó dội về phía sau, vai người bắn chặn lại. Thế nhưng vai người bắn là do cái cấu tạo của báng súng chếch này, thì cái phản lực nó đi xuống làm cho cái khẩu súng nó chỉ hất lên. Nếu như cái khẩu súng, ta chỉ biết cái nguyên tắc của cái khẩu súng, cái quy luật của khẩu súng, nó chỉ hất lên mà nó không có trúc xuống, thì khi người bắn sẽ giữ chặt cái ốp đo tài này, người bắn luôn luôn có xu thế ghì cái khẩu súng nó xuống, làm cho khẩu súng nó khỏi hất lên. Thứ hai, cái chi tiết thứ hai thì các em theo dõi cái hộp tiêu đạn này. Cái hộp tiêu đạn nào cấu tạo theo là cái hướng nó chếch, nó có cái độ cong. Thứ ba thì các em theo dõi cái tay cầm, cái tay cầm nó có cái chiều hướng nó chếch xuống để làm cho cái phản lực nó dội về phía sau người bắn, nó giảm đi. Ba là cách khắc phục. Trước khi sang cái cách khắc phục thì đây, vừa rồi thầy đã đề cập đến cái bộ phận giảm đẩy, thì cái chi tiết của cái bộ phận giảm đẩy các em theo dõi. Đây là cái bộ phận giảm đẩy, bộ phận giảm đẩy của khẩu súng. Thì các em lưu ý là khẩu súng AK thường nó không có cái bộ phận giảm đẩy này, nó chỉ có cái vành bảo vệ ở cái nòng súng, chứ nó không có cái bộ phận giảm đẩy. Khi ta lắp cái bộ phận giảm đẩy này vào súng thì đây nó ở phía dưới và cái phần hõm này nó phía trên. Các em theo dõi cái chi tiết của cái báng súng, chi tiết cụ thể của báng súng.
cái báng súng người ta làm chách xuống, cái tay cầm người ta làm chách xuống, cái hộp tiếp đạn nó có cái độ cong nhất định của nó để giảm phản lực phía sau. Về cách khắc phục thì đối với súng AKM và súng AKMS thì có thêm cái bộ phận người ta gọi là bộ phận giảm đầy, đây cái bộ phận này là bộ phận giảm đầy. Hai là đối với con người khi sử dụng súng thì ta khắc phục bằng cách nào? Ta giữ súng bằng, chắc, đều, bền. Thầy giải thích bốn cái chữ này như sau. Bằng là ta giữ như thế nào? Bằng là ta giữ cho cái khẩu súng nó thăng bằng, không được để mặt súng nó bị nghiêng, không được để mặt súng nó bị nghiêng, súng nó thăng bằng. À, chắc là như nào? Trong quá trình bắn, người bắn phải thực hiện chắc chắn. Và cái hình ảnh này các em theo dõi, đây là đồng chí chiến sĩ của mình thực hiện động tác quỳ bắn. Thì có ba cái điểm tì nó tiếp xúc với đất, một là chân trái, đầu gối phải, mũi bàn chân phải, và cái tay trái này thì ta chống trượt trên đầu gối trái. Trong quá trình bắn, người bắn phải giữ súng cho chắc chắn, ghi hõm băng súng thì tì vào vai người bắn. Và đều đây là như thế nào? Đều đây là trong quá trình yếu ta bóp cò. Thầy nhắc lại về động tác bóp cò, ta dùng phần cuối đốt thứ nhất của ngọn nó đến khi có đạn nổ. Bền là như nào? Bền là trong quá trình người bắn thực hiện các cái động tác bắn khác nhau, người bắn phải luôn luôn có sức khỏe, bền bỉ, dẻo dai trong quá trình chiến đấu. Ngoài thực hiện động tác nằm bắn, quỳ bắn, ta còn có động tác là đứng bắn. Và hết cái phần 1 là hiện tượng bắn góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy, thì thầy sẽ đặt câu hỏi đối với các em để các em suy nghĩ cụ thể như sau. Câu 1, hiện tượng bắn là gì? Câu 2, góc nảy là gì? Sau đây các em sẽ suy nghĩ trong 2 phút, sau đó thầy sẽ gọi các bạn trả lời. Bạn nào trả lời thì các em sẽ bật mic lên cho thầy. Thầy trợ giảng tương tác với các em sinh viên, hiện nay sinh viên vào học rất thấp, mới có 158 em. Vừa rồi các em theo dõi cái phần 1 thầy giải thích, phần 1 thầy giảng đối với em là hiện tượng bắn và hiện tượng bắn góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy. Thì cái câu hỏi thứ nhất, một là hiện tượng bắn là gì? Trước tiên lấy tinh thần xung phong. Mời các em. Các em xung phong thì thầy sẽ cho điểm vào sổ đầu bài và có phần ưu tiên. Bạn nào trả lời cho thầy thì bật mic lên. Mời các em. Đấy. Hiện tượng bắn là quá trình chuyển hóa năng lượng của thuốc phóng bị đốt cháy biến thành động năng của đầu đạn. À, xin lỗi em giới thiệu họ và tên ở đại đội mấy em ạ? Dạ, em tên Cẩm Nhung, em ở đại đội 16. À, đây bạn Cẩm Nhung ở đại đội 16. Thầy cảm ơn bạn Cẩm Nhung. Vừa rồi cái câu hỏi của bạn thầy đưa ra và trả lời của bạn Cẩm Nhung là rất tốt và nắm bài rất chắc. Thì thầy bạn Bình, bạn Cẩm Nhung là 9 điểm. Thầy trả giảng cho bạn Cẩm Nhung của đại đội 16 là 9 điểm vào sổ cho thầy. Câu hỏi thứ hai là góc nảy là gì? Mời các em. Cho em trả lời phần góc nảy. Rồi, mời em. Dạ, góc nảy là góc tạo bởi trục nòng súng khi đã lấy xong đường ngắm và trục nòng súng ở thời điểm đạn mới ra khỏi nòng. Rồi, cảm ơn em. Em giới thiệu họ và tên ở đại đội nào để thay vào điểm trong sổ. Dạ, em là Hồ Uyên Phương, đại đội 15. Bạn là Hồ Uyên Phương và đại đội 15. Thầy trợ giảng chú ý giả sổ và cho điểm vào sổ cho thầy. Và bạn là Hồ Uyên Phương của đại đội 15 vừa rồi trả lời câu hỏi thứ hai là góc này là gì? Thì bạn đã trả lời rất đúng. Góc này là gì? Góc này là góc tạo bởi trục của nòng súng khi đã lấy xong đường ngắm
và trục của nòng súng ở thời điểm đạn bay ra khỏi nòng. Thì thầy bình bạn Hồ Yên Phương là 9 điểm. 9 điểm. Còn hiện tượng bắn là gì? Thì vừa rồi bạn của đại đội 15 là đã bạn đại đội 16 là bạn đã trả lời đúng rồi. Vừa rồi thầy đã giải quyết các em xong về cái phần 1 là hiện tượng bắn góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy. Thầy đã giải quyết hết cái phần là cái viên đạn nó chuyển động ở trong nòng súng nó như thế nào. Thế thì khi cái viên đạn nó ra khỏi miệng nòng súng nó như ra làm sao, thì sau đây ta sẽ sang phần 2 là mã là hình dáng của đường đạn trong không gian và ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu. Thế thì khái niệm về đường đạn là gì? Đường đạn trong không gian thì khi viên đạn nó ra khỏi miệng nòng súng này, nó tạo bởi ít nhất hai cái yếu tố nó tác động đến cái viên đạn, nó tác động viên đạn. Một là cái gì? Một là cái lực cản của không khí, nó luôn luôn muốn đẩy cái viên đạn lùi về phía sau, luôn luôn muốn đẩy cái viên đạn lùi phía sau. Hai là cái lực hút của trái đất, cái lực hút của trái đất luôn luôn nó có xu thế nó muốn kéo cái viên đạn xuống phía dưới, xuống phía dưới. Thế thì khi viên đạn nó ra khỏi miệng nòng súng này, nó bị tác động ít nhất của hai cái yếu tố, một là lực cản không khí, hai là cái lực hút của trái đất. Thế nên cái khái niệm của đường đạn nó ra làm sao? Thì đường đạn trong không gian nó là một đường cong không cân đối, nó là một đường cong không cân đối, nó là một đường cong không cân đối do trọng tâm của đầu đạn vạch ra trong không gian khi bay. Đây, nó do trọng tâm của đầu đạn vạch ra trong không gian khi bay. Thầy nhắc lại khái niệm của đường đạn trong không gian. Đường đạn trong không gian là gì? Đường đạn trong không gian là cái đường màu đỏ các em theo dõi đây. Nó là một đường cong nhưng cong không cân đối do trọng tâm của đầu đạn vạch ra trong không gian khi bay. Vạch ra trong không gian khi bay. Thì các em theo dõi cái hình dáng của cái đầu đạn này. Hình dáng của đầu đạn này nó là cái hình khí động học, là khí động học. Cái tác dụng của cái hình dáng khí động học này nó như thế nào thì thầy sẽ chuyển sang cái nội dung của bài ở cái phần sau. Các em sẽ theo dõi. Hai là đặc điểm của đường đạn khi bay trong không gian. Đặc điểm của đường đạn khi bay trong không gian nó tạo bởi các cái yếu tố như sau. Một, đường đạn nó là một đường cong không cân đối. À đây, lý do làm sao nó là một đường cong không cân đối? Lý do làm sao nó là một đường cong không cân đối? Ý thứ hai là góc phóng thường nhỏ hơn góc rơi. Đây, cái góc này gọi là góc phóng nha. Góc này gọi là góc phóng. Còn cái góc này gọi là góc rơi. Góc rơi. Thứ ba là đoạn đi của đường đạn đoạn lên căng và dài hơn cái đoạn xuống. Lý do làm sao nó có cái đoạn cái ngành lên này căng và dài hơn cái ngành xuống, dài hơn cái ngành xuống. Tốc độ của đầu đạn ở thời điểm trước lớn hơn tốc độ của đầu đạn ở thời điểm sau. À đúng rồi, khi cái viên đạn nó vừa mới ra khỏi miệng nòng súng này, nó đạt được cái sơ tốc lớn nhất là 710 m/s đối với súng AK và bằng 715 m/s đối với súng AKM. Thế nhưng về cái phần cuối của đường đạn này, nó có tạo được cái sơ tốc như vậy không em? À nó không tạo được, nó bị cái lực cản không khí nó tác động tới viên đạn. Hai là cái lực hút của trái đất nó tác động tới viên đạn. Thế nên là cái đặc điểm của đường đạn bay trong không gian nó tạo bởi các cái yếu tố này nó tác động đến viên đạn. Thế nên là viên đạn nó là một cái đường cong, cong không cân đối. Và cái góc phóng này thì nó luôn luôn nhỏ hơn góc rơi. Đỉnh cái đoạn ngành lên này căng và dài hơn cái đoạn ngành xuống. Căng và dài hơn cái đoạn ngành xuống. Ba là các yếu tố quyết định đến hình dáng của đường đạn. Hình dáng của đường đạn trong không khí thì phụ thuộc vào các yếu tố sau. Một là do trọng lực. Hai là do góc bắn. Ba là do tốc độ đầu của đầu đạn. Bốn là do lực cản không khí. Hình dáng của đường đạn nó quyết định bởi các cái yếu tố như trên. Các yếu tố, bốn cái yếu tố này. Thế thì thầy giải thích cái góc do góc bắn này. Đối với góc bắn tốt nhất của súng tiểu liên AK là bằng bao nhiêu độ các em? Theo các em thì thầy hỏi các em là góc bắn tốt nhất, các em đã nghiên cứu ở cái bài Q4.1 rồi, là giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh. Thì cái góc bắn tốt nhất của súng tiểu liên AK
là bằng bao nhiêu độ các em? Bạn nào có câu trả lời cho thầy? Mời các em. Góc bắn tốt nhất của súng tiểu liên AK là bằng bao nhiêu độ? Mời các em. Bạn nào trả lời thầy thì bật mic lên nhé. Mời các em. Thầy nêu lại câu hỏi này. Góc bắn tốt nhất của súng tiểu liên AK là bằng bao nhiêu độ? Các bạn nào trả lời thầy thì mời các em là bật mic lên cho thầy để tương tác với thầy. Có bạn nào nắm được không? Thế thì thầy giải thích lại cái góc bắn tốt nhất của súng tiểu liên AK. Góc bắn tốt nhất của súng tiểu liên AK là bằng 35 độ. Bằng 35 độ. Thế cái, nếu như cái viên đạn bay trong không gian đó, cái viên đạn này là nó có cái tầm bắn xa nhất ở trong điều kiện lý tưởng, nó bay xa nhất được tới là 3.000 mét. Thầy nhắc lại, nếu như trong điều kiện lý tưởng thì cái viên đạn nó bay xa nhất được tới là 3.000 mét. Nếu như người bắn lấy được cái góc bắn tốt nhất thì sẽ có cái đường đạn đi xa nhất. Và ngược lại, ta muốn có đường đạn đi xa nhất thì ta phải lấy được cái góc bắn tốt nhất. Ta phải lấy được cái góc bắn tốt nhất. Các em lưu ý là cái ý B này là yếu tố thứ ba, hai này là góc bắn. Góc bắn. Còn lại ba cái yếu tố còn lại thì thầy không cần giải thích nữa. Để các em sẽ tự phân tích nó ra. B là ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu. Ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu của ta thì gồm có 3 loại đường đạn. Một là đường đạn căng, hai là đường đạn cầu vòng và ba là đường đạn liên hợp. Thế thì đường đạn căng là như thế nào? Đường đạn căng là đường đạn có góc bắn nhỏ hơn góc bắn có tầm bắn xa nhất. Hai là đường đạn cầu vòng. Đường đạn cầu vòng là đường đạn có góc bắn lớn hơn góc bắn có tầm bắn xa nhất. Ba là đường đạn liên hợp. Đường đạn liên hợp là đường đạn có góc bắn khác nhau, thế nhưng cho cái điểm rơi trùng nhau. Và cái đường đạn liên hợp này người ta còn gọi là đường đạn trùng. Đường đạn trùng. Thầy nhắc lại, trong quá trình chiến đấu của ta thì gồm có 3 đường đạn. Một là đường đạn căng, hai là đường đạn cầu vòng và ba là đường đạn liên hợp. Thế thì đường đạn căng là đường đạn như thế nào? Đường đạn căng là đường đạn khi người bắn đã quan sát thấy mục tiêu, ý định của người bắn, ta bắn vào phần đầu hoặc là phần ngực của mục tiêu thì đó người ta gọi là bắn trực tiếp. Đó người ta gọi là bắn trực tiếp. Thì ta sử dụng cái đường đạn này gọi là đường đạn căng. Ta sử dụng cái đường đạn này gọi là đường đạn căng. Người bắn quan sát thấy mục ngực của mục tiêu, đầu mục tiêu. Khi người bắn muốn xác định là ta bắn vào phần ngực hoặc phần đầu mục tiêu thì ta sử dụng cái đường đạn này, người ta gọi là đường đạn căng. Đường đạn căng. Đường đạn cầu vòng là đường đạn như thế nào? Đường đạn cầu vòng là cái mục tiêu nó nấp xong khối trắng. Người bắn muốn tiêu diệt hoặc chế áp mục tiêu này thì người bắn phải bắn cái đường đạn này nó vượt qua khối trắng, vượt vào qua khối trắng. Còn đường đạn liên hợp là đường đạn như nào? Đường đạn liên hợp người ta còn gọi là đường đạn trùng, ở các cái góc bắn khác nhau, thế mà cho cái điểm rơi trùng nhau. Thực tế trong quá trình chiến đấu thì người bắn chủ yếu trong biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam của ta thì chủ yếu là ta sử dụng cái đường đạn căng. Cái đường đạn cầu vòng và cái đường đạn liên hợp này ta ít sử dụng. Ta ít sử dụng. Cái đường đạn căng thì người bắn ta quan sát thấy mục tiêu rồi. Thì ý định người bắn ta bắn vào phần ngực hoặc phần đầu mục tiêu thì ta bắn đó ta gọi là bắn trực tiếp. Thế còn nếu như mà những cái tên địch hoặc là tốp địch nó nấp sau khối chắn thì ta biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam của ta không phải sử dụng súng tiểu liên AK để ta bắn nữa. Trong biên chế đối với người chiến sĩ thì bên người chiến sĩ có cái gì để ta tiêu diệt địch sau khối chắn các em? Người chiến sĩ có cái gì để ta tiêu diệt địch sau khối chắn? Đó là những cái quả lưu đạn có bên hông của người chiến sĩ để ta tiêu diệt địch sau khối chắn. Tiêu diệt địch sau khối chắn. Còn nếu như ta sử dụng súng tiểu liên AK thì ta cũng chỉ chế áp, ta chỉ sử dụng để chế áp mục tiêu, để cho mục tiêu nó khỏi rời khỏi phía sau khối chắn. Sau đó ta sẽ vòng vượt và ta bắn đứt sườn. Còn nếu như tiêu diệt mục tiêu sau khối chắn thì khó, thì khó. Còn nếu như cái mục tiêu mà nó ở xa so với người bắn mà ta không sử dụng được lựu đạn
thì ta phải kêu gọi hỏa lực của cấp trên. À, đó là ta sử dụng các cái loại khẩu súng biến chế trong quân đội nhân dân Việt Nam của ta, đó là khẩu súng cối. Khẩu súng cối thì các em cũng nghĩ nó đơn giản như sau. À, khi ở ta muốn tiêu diệt cái mục tiêu ở sau cái chắn này, nó ở cự ly xa, thì ta lấy thước tầm và góc tầm lên, lấy một cái góc bắn nhất định, sau đó ta thả viên đạn vào trong nòng nòng pháo và ấn nút phóng viên đạn này đi. Thì cái viên đạn này nó sẽ rơi vào phía sau khu chắn và tiêu diệt mục tiêu ở phía sau khu chắn. Thì trong thực tế chiến đấu thì ta chủ yếu là sử dụng cái đường đạn căng và cái đường đạn cầu vòng và đường đạn liên hợp thì ta ít sử dụng, ít sử dụng. Đây, các em theo dõi cái mô hình. Đây là cái đường đạn căng, đường đạn căng. Đây là cái đường đạn cầu vòng, đây là đường đạn cầu vòng và đây là cái đường đạn liên hợp, đường đạn liên hợp. Đó, đường đạn liên hợp. Và ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu thì nó có ba đường đạn, đó là đường đạn căng, đường đạn cầu vòng và đường đạn liên hợp. Và tóm lại, trong chiến đấu thì tùy theo điều kiện cụ thể để người bắn phải luôn luôn thay đổi góc bắn, vị trí bắn để nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu. Thầy nhắc lại, trong chiến đấu thì tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để người bắn phải luôn luôn thay đổi góc bắn, vị trí bắn để nâng cao khả năng tiêu diệt mục tiêu, tiêu diệt mục tiêu. Thực tế trong quá trình chiến đấu thì người bắn phải luôn luôn biết vận dụng triệt để, lợi dụng vào điều kiện địa hình địa vật để người bắn tiếp kiện, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận mục tiêu. Người bắn phải sử dụng các cái tư thế vận động trên chiến trường, có thể là lăn, lê, bò, trườn, lợi triệt để lợi dụng vào địa hình địa vật để tiếp cận mục tiêu, để tiêu diệt mục tiêu trong cái tầm bắn hiệu quả của mình. Hai, thầy chuyển sang cái phần hai là khoảng nguy hiểm, khoảng che đỡ và khoảng an toàn. A là khoảng nguy hiểm. Thế thì khoảng nguy hiểm là gì? Khoảng nguy hiểm là khoảng mà độ cao của đường đạn không vượt quá chiều cao của mục tiêu. Thầy nhắc lại, khoảng nguy hiểm là gì? Khoảng nguy hiểm là khoảng mà độ cao của đường đạn không đi qua chiều cao của mục tiêu. Thầy nhắc lại, khoảng nguy hiểm là khoảng độ cao của đường đạn không vượt quá chiều cao của mục tiêu. Có nghĩa là khoảng nguy hiểm là cái khoảng mà đường đạn nó đi qua mục tiêu. Thì cái khoảng nguy hiểm này nó phụ thuộc vào 6 yếu tố sau. Một, yếu tố thứ nhất là chiều cao của mục tiêu. Yếu tố thứ hai là cự ly bắn. Yếu tố thứ ba là hình dáng của đường đạn. Và yếu tố thứ tư, vị trí bắn so với mục tiêu. Và yếu tố thứ năm là địa hình trong kiêng của địa hình. Thì thầy giải thích một cái yếu tố, còn lại năm yếu tố khác các em sẽ tự nghiên cứu và phân tích ra. Thầy giải thích yếu tố thứ nhất là chiều cao của mục tiêu. Chiều cao mục tiêu. Thực tế để muốn giảm sự nguy hiểm trong quá trình chiến đấu thì trong quá trình chiến đấu người chiến sĩ phải luôn luôn biết hạ thấp cái độ cao này, hạ thấp cái độ cao để tăng khoảng an toàn cho ta, để tăng khoảng an toàn. Có nghĩa là trong quá trình chiến đấu thì người bắn phải biết triệt để lợi dụng địa hình địa vật để hạ thấp cái chiều cao của mục tiêu, hạ thấp chiều cao mục tiêu. Nếu như trong quá trình chiến đấu mà ta chiến đấu ở địa hình bằng phẳng thì người bắn phải làm gì? À, người thực hiện tác nằm bắn để hạ thấp cái chiều cao, hạ thấp cái chiều cao. Rồi xin lỗi các em, thầy có ngắt quãng một chút nhé, nó cũng bị sự cố về kỹ thuật, các em cũng thông cảm. Thầy đang giải thích ở cái chiều cao của mục tiêu. Thì đối với người bắn ta phải luôn luôn triệt để lợi dụng địa hình địa vật để hạ thấp cái chiều cao mục tiêu. Nếu như trong quá trình thực tế, nếu như người bắn mà thực hiện ở địa hình chống trải thì người bắn nhanh chóng phải thực hiện cái động tác nằm bắn. Nằm bắn. À, nếu như trong quá trình mà chiến đấu
mà có các cái địa hình ví dụ như cây cao hoặc là có ụ đất cao ngang với tầm người ngồi, thì người bắn phải nhanh chóng thực hiện động tác quỳ bắn, triệt để lợi dụng cái địa hình địa vật để ta tiếp cận mục tiêu. B là khoảng che đỡ. Khoảng che đỡ là gì? Khoảng che đỡ là khoảng tính từ điểm rơi của đầu đạn đến chân đường vuông góc hạ từ đỉnh xuống vật che đỡ. Thì khoảng che đỡ này nó phụ thuộc vào cái gì? Khoảng che đỡ này nó phụ thuộc vào các yếu tố sau. Một là chiều cao của vật che đỡ. Hai là độ căng của đường đạn. Ba là khoảng cách từ vị trí bắn đến vật che đỡ. Bốn là vị trí bắn. Và năm là chiều dốc của địa hình. Gồm có 5 yếu tố này. Thực tế trong quá trình chiến đấu thì cái chiều cao của vật che đỡ, vật che đỡ càng cao thì nó che chắn cho ta càng nhiều, che chắn cho ta càng nhiều. Vật che đỡ mà nó càng thấp thì nó che chắn cho ta càng ít. Đây, cái khoảng này gọi là cái khoảng che đỡ. Các em theo dõi trên cái màn hình của thầy, cái khoảng này gọi là khoảng che đỡ. Vật che đỡ nó càng cao mà phía sau cái vật che đỡ này mà nó càng bằng phẳng thì nó che chắn cho ta càng tốt. Thế nhưng phía sau của cái vật che đỡ này mà nó có độ dốc, nó có cái triền độ dốc này thì nó che chắn cho ta càng ít. Thì cái khoảng này ta gọi là cái khoảng che đỡ. Khoảng đó người ta gọi là khoảng che đỡ. Ba là khoảng an toàn. Khoảng an toàn là khoảng gì? Khoảng an toàn là khoảng mà đầu đạn không sát thương được mục tiêu sau vật che đỡ. Thầy nhắc lại, khoảng an toàn là gì? Khoảng an toàn là khoảng mà đầu đạn không sát thương được mục tiêu sau vật che đỡ. Khoảng an toàn này thì nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố sau. Một là chiều cao của mục tiêu. Hai là khoảng che đỡ. Ba là địa hình phía mục tiêu. Ở khoảng an toàn thì nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố này. Ba yếu tố. Ba là ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu. Trong chiến đấu đã đạt hiệu suất chiến đấu cao, trong chiến đấu người chiến sĩ phải triệt để lợi dụng địa hình địa vật để tăng khoảng che đỡ và khoảng an toàn cho ta, đồng thời tăng khoảng nguy hiểm cho địch bằng cách lừa địch ra nơi địa hình bằng phẳng trống trải, chọn vị trí bắn trên cao, tiêu diệt địch trong tầm bắn thẳng. Thầy nhắc lại ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu. Trong chiến đấu thì người bắn phải triệt để muốn để đạt được hiệu suất chiến đấu cao. Trong quá trình chiến đấu, người bắn phải triệt để lợi dụng địa hình địa vật để tăng khoảng che đỡ và khoảng an toàn cho ta, đồng thời tăng khoảng nguy hiểm cho địch bằng cách lừa địch ra nơi địa hình bằng phẳng trống trải, chọn vị trí bắn trên cao để tiêu diệt địch trong tầm bắn thẳng. Thế thì thực tế thì thằng địch ở đây các em ạ, thằng địch nó cũng là con người. Thậm chí thằng địch trong quá trình chiến đấu, thằng địch nó còn cái chiến đấu thiện xạ hơn ta. Nó đã trải qua rất nhiều cái chiến trường, kinh nghiệm của nó có thể nó còn hơn ta. Thế thì ta lừa nó bằng cách nào để đưa nó ra vào cái tầm bắn thẳng của ta? Thì đó ta phải học ở cái bài chiến thuật các em, chiến thuật. Thì các thầy sẽ phân tích cụ thể các em, ta lừa nó bằng cách nào, ta đưa nó vào trong cái tầm bắn của mình, trong cái tầm bắn có cái xác suất trúng cao nhất để ta tiêu diệt nó. Thế thì ta lừa nó bằng cách nào? Nó cũng là con người. Thậm chí nó còn cái trình độ chiến đấu nó còn già dặn, cái kinh nghiệm nó còn hơn ta rất nhiều. Thế thì ta lừa nó bằng cách nào? Ta lừa nó bằng cách nào để đưa nó vào trong cái tầm bắn thẳng này, đưa nó vào trong tầm bắn thẳng của ta để ta tiêu diệt nó ngay từ cái loạt đạn đầu. Thì sang cái phần khi mà ta học ở cái bài chiến thuật thì các thầy sẽ giải thích cụ thể đối với các em, thì ta lừa nó bằng cách nào và ta sẽ điều nghiên nó ra, ta đưa nó vào trong cái vùng nguy hiểm để ta tiêu diệt nó, Thì hết cái phần 2 là hình dáng của đường đạn trong không gian và ý nghĩa thực tiễn trong chiến đấu. Thì thầy cũng nêu cái câu hỏi để các em nghiên cứu và trả lời thầy như sau. Câu 1, hình dáng của đường đạn trong không gian là gì? Câu 2, các yếu tố quyết định đến hình dáng của đường đạn. Các em sẽ suy nghĩ trả lời thầy. Câu 1, hình dáng của đường đạn trong không gian.
Bạn nào trả lời thầy thì các em sẽ bật mic lên nhé. Xin mời các em, câu hỏi 1. Có bạn nào xung phong phát biểu ý kiến thầy? Alo, alo thầy ơi. Rồi mời em. Dạ em tên là Trần Xuân Hiếu từ đại đội 16 ạ. Bạn Trần Xuân Hiếu ở đại đội 16. Vâng mời em. Dạ. Dạ câu thứ nhất là hình dáng của đường đạn trong không gian là một đường cong không cân đối. Rồi em cứ trả lời khi nào hết thì em nói. Dạ thì em xin trả lời câu số 1 trước ạ. Đúng rồi, em trả lời một thì, câu cho thầy thôi. Dạ, hình dáng của đường đạn trong không gian là một đường cong không cân đối. Trả lời. Hết chưa em? Dạ hết rồi thầy. Rồi thầy cảm ơn bạn Hiếu. Bạn Hiếu mới trả lời được 50% thôi em ạ. Rồi mời bạn khác em. Dạ em bổ sung. Rồi, dạ, hình dáng của đường đạn trong không gian là một đường cong không cân đối do trọng tâm tàu đạn vạch ra khi bay trong không gian. Thầy cảm ơn em rất nhiều. Thầy, em tên là gì ở đại đội mấy em? Dạ, em tên Xuân Quỳnh, đại đội 16. Bạn Xuân Quỳnh của đại đội 16. Bạn trả lời rất chính xác. Thầy Bình, bạn Xuân Quỳnh 9 điểm. Cảm ơn em. Câu hỏi thứ 2. Các yếu tố quyết định đến hình dáng của đường đạn. Mời dạ, em. Dạ, thầy cho em xin trả lời ạ. Đúng rồi, mời em. Dạ, có 4 yếu tố sau là do trọng lực, do góc bắn, do tốc độ đầu đạn và do lực cản không khí. Dạ, thưa thầy, em ở đại đội 16, em tên là Quý Như ạ. Bạn Quý Như của đại đội 16. Thầy dạ, trợ giảng cho điểm cho hai bạn Xuân Quỳnh và bạn Quý Như. Bạn dạ, Quý Như của đại đội 16 vừa rồi em trả lời thầy đáp án rất chính xác. Thầy Bình, bạn Quý Như là 9 điểm. Và câu hỏi của hai bạn đã trả lời cho thầy. Câu 1, đường đạn trong không gian là một đường cong không cân đối do trọng tâm của đầu đạn vạch ra trong không gian khi bay. Câu hỏi thứ 2 là hình dáng của đường đạn trong không khí thì phụ thuộc vào 4 yếu tố này. 4 yếu tố này. Hai bạn trả lời nắm bài vừa rồi của thầy là rất chính xác. Bạn trả lời rất đúng. Thầy cảm ơn các em. Sau đây thầy sẽ chuyển sang cái nội dung thứ 3. Và đây nó là cái nội dung trọng tâm của bài. Nội dung thứ 3 là khái niệm về ngắm bắn, ảnh hưởng của ngắm đến cách chọn thước ngắm và điểm ngắm. Ta đi vào phần 1, khái niệm của ngắm bắn. Ngắm bắn là gì? Ngắm bắn là xác định góc bắn và hướng bắn để quỹ đạo của đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu. Thầy nhắc lại khái niệm về ngắm bắn. Ngắm bắn là gì? Ngắm bắn là xác định góc bắn và hướng bắn để quỹ đạo của đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu. Điểm định bắn trên mục tiêu. Có nghĩa là ta nói tóm lại khái niệm về ngắm bắn là gì? Khái niệm về ngắm bắn là trước khi ta muốn bắn cái mục tiêu này, ý định của người bắn, ta bắn vào phần ngực và phần đầu của mục tiêu thì đầu tiên người bắn phải chọn góc bắn và hướng bắn. Góc bắn và hướng bắn. Ý định của người bắn, ta bắn vào đâu? Ta bắn phần ngực mục tiêu, bắn phần đầu mục tiêu thì ta phải chọn góc và hướng bắn. Ta phải chọn góc bắn và hướng bắn. B là các yếu tố của ngắm bắn. Các yếu tố của ngắm bắn. Một là đường ngắm cơ bản là gì? Một là đường ngắm cơ bản là gì? Đường ngắm cơ bản là một đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên của khe ngắm đến chính giữa mép trên của đỉnh đầu ngắm. Thầy nhắc lại, đường ngắm cơ bản là gì? Đường ngắm cơ bản nó là một đường thẳng từ mắt người ngắm, từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên của khe ngắm và đến chính giữa mép trên của đầu ngắm. Các em theo dõi cái con trỏ thầy di chuyển ở trên cái màn hình, nó có cái mô hình này. Thầy nhắc lại, đường ngắm cơ bản là gì? Đường ngắm cơ bản nó là đường thẳng tưởng tượng trong không gian, đường thẳng tưởng tượng trong không gian từ mắt người bắn qua chính giữa mép trên của khe thước ngắm đến chính giữa mép trên của đầu ngắm. Mép trên của đầu ngắm. Nếu như ta kéo gần cái thước ngắm vào đầu ngắm lại thì các em theo dõi đây. Theo dõi. Đây là thước ngắm. Và đây là đầu ngắm.
đường cơ bản nó là một đường thẳng thẳng tưởng tượng trong không gian, thì nó từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên của khe ngắm đến chính giữa mép trên của đầu ngắm. Khi ta ngắm từ phía trên cái khẩu súng ấy, thì cái đầu ngắm cao ngang bằng với thước ngắm và nó chia đôi khoảng ánh sáng này, ngắm đầu nó lọt vào chính giữa này, lọt chính giữa chia đôi cái khoảng ánh sáng này. À đây, đối với cái loại khẩu súng khác, đây là đối với súng AK các em ạ, đây mới khẩu súng AK. Còn đối với các cái khẩu súng khác nó không có cái ngắm này, nó có cái lỗ ngắm này, nó có cái lỗ ngắm này, thì đường ngắm cơ bản nó cũng là một đường thẳng từ mắt người bắn qua chính giữa lỗ ngắm đến chính giữa mép trên đỉnh đầu ngắm. Đây, nó từ mắt người ngắm qua chính giữa lỗ ngắm đến mép trên của đỉnh đầu ngắm, và ta kéo gần lại thì nó có cái thước ngắm đây, thước ngắm này, thước ngắm. Thì đây nó là cái lỗ ngắm và cái đây là nó là cái đầu ngắm. Thì đầu ngắm nó vào chính giữa lỗ ngắm. Đây là cái đường thẳng. À đây nó là cái đường ngắm cơ bản. Thầy nhắc lại phần 3 này là cái phần trọng tâm của bài. Nên là các em để theo dõi nội dung bài giảng thôi. Đó là đường ngắm cơ bản, đường ngắm cơ bản. Ta chuyển sang cái khái niệm thứ hai là đường ngắm đúng. Đường ngắm đúng, khái niệm thứ hai, đường ngắm đúng. Đường ngắm đúng là gì? Đường ngắm đúng nó là đường ngắm cơ bản được sóng vào điểm định bắn trên mục tiêu với điều kiện mặt súng phải thăng bằng. Thầy nhắc lại, đường ngắm đúng là gì? Đường ngắm đúng là ngắm cơ được sóng vào điểm định trên mục tiêu với điều kiện mặt súng phải thăng bằng. Đây, đây nó là cái đường ngắm đúng các em ạ. Đường ngắm đúng trên cơ sở nó là đường ngắm cơ bản được sóng vào điểm định ngắm ở trên mục tiêu nhưng với điều kiện mặt súng phải thăng bằng. Với điều kiện mặt súng phải thăng bằng thì khi ta kéo gần lại, đây là cái bia này các em, đây là cái bia, bia này là cái bia số 4 thể hiện cái tên địch nó thực hiện cái động tác nằm bắn. Trong quá trình chiến đấu thì cái thằng địch này nó thực hiện cái động tác nằm bắn, nó chiến đấu với ta, nó để lộ cái phần ngực với phần đầu nó ra. Khi ta quan sát ta thấy nó thực hiện cái động tác nằm bắn, nó để lộ cái phần ngực phần đầu ra. Thì khi mà ta tập bắn cái bài này là cái bài 1 thì ta bắn cái mục tiêu này là bia số 4. Cái bia trên cái bia số 4 này thì thể hiện là cái chiều cao của bia này đúng bằng 0.5m, đúng bằng 0.5m, thể hiện cái phần ngực, cái phần đầu của cái thằng địch, Thì khi ta bắn thì ta kéo gần cái thước ngắm lại thì cảm thấy ta kéo gần cái thước ngắm lại thì đầu ngắm nó vào chính giữa khe ngắm, và ta ngắm vào chính giữa mép dưới của bia, để quỹ đạo của đường đạn ăn lên, nó ăn lên là bằng 25 cm đối với súng AK thường, 25 cm đối với AK là ăn lên là bằng 28 cm, còn đối với súng AK cải tiến là AKM và AKMS là ăn lên là bằng 25 cm. Thì đây, đối với khi mà trong quá trình chiến đấu mà ta xác định là cái thằng địch, chiều cao của thằng địch nó cao bằng 1.5 cm, thì ta bắn vào cái bia này gọi là cái bia số 8, ta tập bắn cái bia này gọi bia số 8, thì nó ta cũng lấy đường ngắm đúng, mắt người bắn chính giữa đường ngắm cơ bản. Đấy, ngắm vào chính giữa phần to nhất của mục tiêu, khi ta kéo gần lại đây, mép trên của khe ngắm và đầu ngắm, đó người ta gọi là đường ngắm đúng. Ba, ta sang phần ba nhỏ là điểm ngắm đúng. Những cái khái niệm này nó na ná giống nhau, phải chú ý theo dõi các cái câu từ và thầy có giải thích cụ thể. Và đường ngắm đúng là gì? Đường ngắm đúng nó là điểm xác định trước sao cho khi bắn thì quỹ đạo của đường đạn đi qua điểm định bắn trên đường. Thầy nhắc lại, điểm ngắm đúng là gì? Điểm ngắm đúng là điểm xác định trước sao cho khi bắn thì quỹ đạo của đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu. Thế thì thầy đặt vấn đề cụ thể như sau: đối với súng tiểu liên AK theo kem thì có ngắm đâu bắn chúng đấy hay không, hay là ta bắn ở một chỗ để xác định quỹ đạo của đường đạn nó đi qua cái điểm bắn, thì các em sẽ lập luận và suy
Thầy không yêu cầu em trả lời. Em trả lời. Đối với súng thì em nghĩ không. Hay từ đầu bài giảng đến giờ thầy vẫn giới thiệu các em là ngắm vào một chỗ à, để quỹ đạo đường đạn bắn lên à, để quỹ đạo đường đạn lên, để quỹ đạo đường đạn bắn lên. Thế thì có ngắm đâu bắn chúng đấy không các em? Có. Đối với súng tiểu liên AK thì có ngắm đâu bắn chúng đấy? Có. Nếu như các em nghiên cứu ở trong cái quyển giáo trình của học phần 3 thì trang 211 đã biên soạn cái bảng chiều cao của đường đạn, bảng chiều cao của đường đạn. Thầy lấy ví dụ, nếu như các em bắn súng tiểu liên AK, các em ngắm à, ta bắn ở cự ly 100m mà ta bắn thước ngắm 1 thì ta ngắm đâu bắn chúng đấy. Ngắm đâu bắn chúng đấy. Còn nếu như ta bắn ở cự ly 1m mà ta bắn ở thước ngắm 3 thì đối với súng tiểu liên AK nó có hai súng, cái bảng chiều cao của đường đạn, nó có hai bảng chiều cao đường đạn các em ạ. Nó có bảng chiều cao là đối với súng AK cải tiến và súng AK thường. Thì đối với súng AK thường thì ngắm chính nắp dưới của bia này thì đường đạn đối với súng AK thường nó ăn lên là 28 cm. Còn đối với súng AK cải tiến thì nó ăn lên là bằng 25 cm. Nếu như đối với súng AK cải tiến thì ta ngắm chính giữa nắp dưới của bia để quỹ đạo đường nó là bằng 25 tăng. Đối với súng AK thường ấy thì căn cứ vào cái mép dưới của bia ta ngắm thấp xuống độ khoảng bằng 3 cm để quỹ đạo đường đạn nó ăn lên đúng tâm của mọi người. Lý do làm sao mà ta lại phải ngắm chính giữa mép dưới của bia? Mục đích chính là để ta giữ súng cho nó thăng bằng, giữ súng cho nó thăng bằng, giữ súng cho nó thăng bằng. 4 là điểm bắn đúng. Điểm bắn đúng là gì? Điểm bắn đúng là điểm xác định. Xin lỗi các em là cái câu chữ này nó sai. Đây là xác định thì nó bị sai. Xin lỗi các em là sau thầy sẽ sửa lại cái bài. Điểm là điểm xác định trên mục tiêu mà quỹ đạo đường đạn đi qua. Thầy nhắc lại. Thầy Thịnh đánh dấu cho thầy cái line này, chữ xác định này, để tí nữa thầy sửa lại nó bị sai chính tả. Thì điểm bắn đúng là gì? Điểm bắn đúng là điểm xác định trên mục tiêu mà quỹ đạo đường đạn đi qua. Ý định của người bắn, đây nó là điểm bắn đúng. Người bắn khi bắn thì ta lấy đường ngắm đúng thì ta sẽ có cái kết quả đường đạn là nó trúng cái tâm vòng 10 này, trúng cái tâm vòng 10. À khi đường đạn nó đi qua. Ý định của người bắn là ta bắn vào cái vòng 10 này, vòng 9 vòng 10 này chứ ta không phải là ta bắn vào cái vị trí này. À ta không phải bắn vào chính giữa mép dưới của viên này. Thế nhưng để ta chấp nhận là quỹ đạo đạn lan lên là bằng 25 cm hoặc là 28 cm đối với khẩu súng AK thường. À ta vào đúng 3 viên đạn là ta vào tâm vòng 10. Khi bắn này, đó là 4 là điểm bắn đúng. Ta sang phần C lớn là ảnh hưởng của ngắm. Ảnh hưởng của ngắm bắn đến kết quả bắn, ảnh hưởng của ngắm đến kết quả bắn. Một là đường ngắm cơ bản trong quá trình bắn thì một là đường ngắm cơ bản bị sai lệch. Đường ngắm cơ bản bị sai lệch là hiện tượng khi so với điểm ngắm trên mục tiêu, đầu ngắm không nằm chính giữa khe ngắm, mép trên của đầu ngắm không ngang bằng với mép trên của khe ngắm. Sự sai lệch này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự trúng đích của phát bắn, cụ thể như sau. Thầy nhắc lại, ảnh hưởng thứ nhất, nó có 3 ảnh hưởng. Ảnh hưởng thứ nhất, một là đường ngắm cơ bản bị sai lệch. Đường ngắm cơ bản bị sai lệch là hiện tượng khi so với điểm ngắm trên đầu ngắm không nằm chính giữa khe ngắm, mép trên của đầu ngắm không nằm ngang với mép trên của khe ngắm. Thì sự sai lệch này ảnh hưởng rất lớn đến sự trúng đích của cụ như sao, cụ thể như sao. Đây, các em theo dõi, đây nó là bảng bị sai lệch. Đây là đường ngắm cơ bản bị sai lệch. À, ta có cái bảng thứ nhất, đó là đường ngắm đúng. À, ta đường ngắm đúng. Đường ngắm đúng đây, ta có mép trên của khe ngắm, đầu ngắm. Đầu ngắm nằm chính giữa khe ngắm. Mép trên của khe ngắm thì
nó nằm ở mép cung thì ta sẽ quả có ba phát bắn, à cái màu đỏ đây các em, màu đỏ này, ta sẽ có kết quả của ba phát bắn cụ thể là vào vòng 10. Và trường hợp thứ nhất nó bị thay đổi, à nó bị sai là đầu ngắm nó không cao ngang bằng với thước ngắm mà nó chòi lên một khúc như này, à nó cao hơn, đầu ngắm bị cao. Nếu như trong quá trình ngắm bắn mà đầu ngắm bị cao như thế này thì ta sẽ có kết quả cụ đạn ba viên đạn, à nó lệch, à nó ăn lên nó bị lệch như này, nó ăn lên. Nếu như đầu ngắm trong quá trình ngắm bắn mà ta để đầu ngắm nó bị thấp, à nó sẽ hở trong khung, nó bị thấp như này thì kết quả cụ đạn, à nó ăn xuống. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, nếu như đầu ngắm nó bị lệch phải hoặc là lệch trái thì trong quá trình ngắm bắn ta ngắm đầu ngắm nó cao ngang bằng với khang ngắm đấy rồi nhưng nó lệch về bên nào thì nó sẽ cho kết quả cụ đạn lệch về bên đó, nó cho kết quả cụ đạn lệch về nó lệch về bên nào thì nó sẽ cho kết quả cụ đạn lệch về bên đó. Trường hợp thứ tư, nếu như trong quá trình ngắm bắn mà đầu ngắm nó bị cao mà lệch trái hoặc là cao mà lệch phải, nếu như trong quá trình ngắm bắn mà ta ngắm bắn mà đầu ngắm nó bị cao mà lệch về bên nào thì nó sẽ cho kết quả cụ đạn cao và lệch về bên đó, cao và lệch về bên đó. Nếu như trong quá trình ngắm bắn mà ta để mặt súng nó bị nghiêng, nếu như trong quá trình ngắm bắn mà ta để mặt súng nó bị nghiêng thì nghiêng về bên nào nó sẽ cho kết quả cụm đạn lệch về bên đó và thấp hơn so với điểm định ngắm và điểm định bắn. Điểm định ngắm và điểm định bắn. Thầy nhắc lại, đường ngắm cơ bản bị sai lệch nó gồm có bốn cái yếu tố, có nghĩa là bốn cái ảnh hưởng cụ thể như sau: một là đầu ngắm cao, hai là đầu ngắm thấp, ba là đầu ngắm lệch trái và lệch phải, bốn cao lệch trái và lệch phải, và năm là mặt trong quá trình ngắm bắn mà ta để mặt súng nó bị nghiêng, mặt súng nó bị nghiêng. Hai là ngắm sai đường ngắm. Ngắm sai đường ngắm là khi đường ngắm cơ bản đã xác định mặt súng thăng bằng, nếu ngắm sai điểm ngắm bao nhiêu thì nó sẽ cho điểm đạn lệch bấy nhiêu. Nhắc lại, như mà ngắm mặt súng thăng bằng, nếu như điểm ngắm sai lệch so với đường ngắm đúng bao nhiêu thì kết quả điểm chạm nó sẽ lệch bấy nhiêu. Cụ thể trong quá trình các thầy kiểm tra khi tập ngắm và tập bắn đối với người chiến sĩ thì các thầy có cái kính kiểm tra. Cái kính này các thầy là lắp vào ở trên chốc cái nắp hộp khóa nòng và phía sau thước ngắm. Thì khi người thực hiện bắn, à khi người bắn lên đạn, ngắm bắn mục tiêu, người bắn bốc cò xong rồi thì người bắn sẽ giữ nguyên cái đường ngắm đó và cái viên đạn nó thể hiện ở trên bia. Thì sau đó các thầy sẽ lột cái bia đó về. Nếu như người bắn mà ngắm sai lệch 3 cm chẳng hạn, thì khi các thầy lột cái bia đó về kiểm tra cái dấu đạn ở trên bia thì nó cũng đúng bằng lệch ở trên bia, đúng bằng 3 cm. Và lệch vào bên nào thì nó đúng lệch vào bên đó. Ý thứ hai là ngắm sai điểm ngắm. Ba là trong quá trình ngắm bắn là để mặt súng nó bị nghiêng. Để mặt súng nghiêng thì thầy đã giải thích đối với em rồi. Nghiêng về bên nào thì trong quá trình ngắm bắn ta ngắm mặt súng nó bị nghiêng về bên nào thì nó sẽ cho kết quả cụm đạn lệch về bên đó và thấp hơn so với điểm định ngắm và điểm định bắn. Và chú ý. Trong ba cái hướng này thì sai đường ngắm là nó ảnh hưởng lớn nhất. Nó là ảnh hưởng lớn nhất của phát bắn. Thầy nhắc lại về cái điểm chú ý. Trong ba cái ảnh hưởng của ngắm sai này thì sai đường ngắm cơ bản là nó sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả bắn. Ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả bắn. Thế thì sai đường ngắm cơ bản là sai như thế nào? Thì ta lại phải quay lại khái niệm của đường ngắm cơ bản gì? Đường ngắm cơ bản nó là một đường thẳng
từ mắt người bắn qua chính giữa mép trên của khe ngắm đến chính giữa mép trên của đầu ngắm. À, đó là cái khái niệm của đường ngắm cơ bản. Khái niệm của đường ngắm cơ bản các em. Thì trong quá trình ngắm bắn mà sai cái đường ngắm cơ bản này, nó sẽ ảnh hưởng lớn nhất của kết quả bắn. Kết quả bắn. Đây, thầy lấy ví dụ như sau. À, nếu như ta có đường ngắm đúng, đây ta có đường ngắm đúng, thì ta sẽ có 3 phát đạn là bắn đúng mục tiêu. Đó, 3 phát đạn bắn đúng mục tiêu. Và cái bảng chiều cao của đường đạn, đây, cái bảng chiều cao của đường đạn trang 211 ở trong quyển giáo trình các em đây, thầy giải thích lại để các em cụ thể như sau. À, nếu như ta bắn ở cự ly là 100m, cự ly 100m, nếu như ta lấy thước ngắm 1 ta bắn, thì ngắm đâu bắn trúng đấy, ngắm đầu bắn trúng đấy. À, kết quả nó bằng 0 các em, kết quả nó bằng 0. À, đây là cái bảng chiều cao của đường đạn đối với súng AK kỳ tiến là súng AK-2M. À, nếu như ta bắn ở cự ly là 100m, à, nếu như ta lấy thước ngắm 3 ta bắn, thì kết quả đường đạn nó sẽ ăn lên là bằng 25cm. À, nếu như ta bắn ở cự ly là 150m, mà ta lấy thước ngắm 1 ta bắn, thì kết quả đường đạn nó sẽ ăn xuống là bằng 7cm. Cụ thể như vậy. Thế nên khi học hết cái bài này thì các em không nên kết luận vội vã là súng tiểu AK không có ngắm đầu bắn trúng đấy. Có ạ. Nếu như các em bắn như thế nào là quyền của người bắn. Ta sang phần 4. Cái phần này là cái phần trọng điểm của bài. Thầy thiên về cái giải thích và phân tích nó hơi nhiều. Các em cũng phải thông cảm. 4 là chọn thước ngắm và điểm ngắm. Cái phần này là phần cốt lõi của bài. Và cái phần này nó là cái phần trọng điểm của phần 3. Phần 3 là phần trọng tâm của bài. Và cái phần này phần trọng điểm của bài. Thì ta đi vào phần D là cách chọn thước ngắm và điểm ngắm. Một là cách chọn thước ngắm. A là căn cứ vào chọn thước ngắm thì có 5 căn cứ. 1 là căn cứ vào cự ly bắn. 2 là căn cứ vào độ cao của đường đạn. 3 là điểm định ngắm và điểm định bắn trúng. Và 5 là kết quả tính toán ảnh hưởng đường đạn và địa hình và thời tiết. Thì cái căn cứ này thì 1 là ta căn cứ vào cự ly bắn. Trong quá trình chiến đấu, người chiến sĩ phải luôn luôn biết lợi dụng địa hình địa vật và phải ước lượng cái cự ly, cái ước biết cách ước lượng cự ly. Thầy lấy ví dụ trong quá trình chiến đấu, thầy ước lượng từ thầy đến cái thằng địch này cự ly là bao nhiêu mét, cự ly là bao nhiêu mét, thì cái người bắn phải quyết định, người bắn phải quyết định xác định cái cự ly này. 2 là cái độ cao của đường đạn. 3 là tính chất của mục tiêu, thì cái mục tiêu này nó là cao to hay là thấp bé. Và 4 là cái điểm, à điểm ta, ý định của ta, ta bắn vào đâu, ta ngắm vào đâu và ta bắn vào đâu. À, cái ý định của ta, ý định của người bắn. Và cái kết quả tính toán ảnh hưởng do địa hình và thời tiết này, thì cái địa ảnh hưởng của địa hình và thời tiết này, thì ở đây thầy sẽ giải thích với các em cái kết quả nếu như cái ảnh hưởng do gió chẳng hạn. Nếu chúng ta bắn trời có gió, à nó khác. Nếu như trời có mưa, nó khác. Thế nhưng ở đây thực tế gió lớn và mưa lớn ảnh hưởng đến đường đạn. À, gió, thầy lấy ví dụ gió có thể là độ khoảng là từ 4 mét trên giây. À, gió nó phải gió lớn cơ. Hoặc là mưa thì mưa lớn là nó mới ảnh hưởng. Còn nếu như mà mưa nhỏ mà gió nhỏ thì ta coi cái yếu tố thứ 5 này, à ta có thể coi nó bằng 0. Về cái cách chọn, đối với mục tiêu cao to lớn hơn 0.5m thì ta chọn thước ngắm tương ứng với cự ly bắn. Thầy nhắc lại, đối với mục tiêu cao to lớn hơn hoặc là bằng 0.5m thì ta chọn thước ngắm tương ứng với cự ly bắn. Đối với mục tiêu thấp bé nhỏ hơn bằng 0.5m thì ta chọn thước ngắm lớn hơn cự ly bắn. À đây, học hết cái phần này, cái phần D này, thì cái người bắn
Người bắn là ai? Người bắn là chính là các em trong quá trình chiến đấu sau này. Thì các em chọn như thế nào là quyền của các em, chứ không phải quyền của thầy. Quyền của các em. Khi các em đã chọn, là các em đã học xong bài này rồi, thì chọn như thế nào là quyền của các em, chứ không phải là quyền của thầy. À, trong quá trình thì ta xác định, ta xác định cái mục tiêu này này, cao to lớn hơn 0.5 mét. À, có nghĩa là trong quá trình chiến đấu thì ta ước lượng này này, cái thằng lịch địch này, ta quan sát thấy nó cao to lớn hơn hoặc bằng 0.5 mét, thì ta chọn thước ngắm tương ứng với cự ly bắn. À, tương ứng với cự ly bắn thì thầy lấy ví dụ như sau. À, trong quá trình chiến đấu ta xác định cái thằng địch này nó cao to, nó lớn, nó cao to nó bằng độ khoảng lớn hơn 0.5 mét. Nó luôn cao to lớn hơn 0.5 mét, thì chọn cái thước ngắm tương ứng với cự ly bắn. Cự ly bắn ở đây thế nào? Cự ly bắn thì thầy lấy ví dụ như sau. Một là xác định thằng địch này nó cao lớn hơn 0.5 mét rồi, và trong quá trình chiến đấu thì ta ước lượng từ người bắn đến nó, thầy lấy ví dụ thầy ước lượng từ thầy đến cái thằng địch này là 100 mét, cái cự ly là bằng 300 mét, thì thầy lấy thước ngắm mấy thầy bắn nó các em? Thầy phải lấy thước ngắm 3 để thầy bắn nó. Thì các em đã học ở cái bài Q4.1 rồi, các thầy đã giải thích với các em rồi. Thì trên thước ngắm súng tiểu liên AK có ghi từ 1 đến 8, tương ứng cự ly bắn ở ngoài thực địa là từ 100m đến 800m. Đối với súng AK cải tiến, trên thước ngắm có ghi từ 1 đến 10, tương ứng cự ly bắn ở ngoài thực địa là từ 100m đến 1000m. Thế thì ta xác định một là chiều cao của mục tiêu. Ta xác định đây là chiều cao của mục tiêu là cao to lớn hơn bằng 0.5m. Và ta ước lượng được cái cự ly từ người bắn đến mục tiêu là bằng 300m. Thì ta phải chọn thước ngắm mấy để ta bắn nó các em? Ta phải chọn cái thước ngắm 3 để ta bắn nó. Ý thứ hai, thầy giải thích ý thứ hai. Đối với mục tiêu thấp bé nhỏ hơn 0.5m. Nhỏ hơn 0.5m thì ta chọn thước ngắm lớn hơn cự ly bắn. Ta phải chọn thước ngắm lớn hơn cự ly bắn. Thước ngắm lớn hơn cự ly bắn ở đây là cái thước ngắm liền kề các em ạ. Cái thước ngắm liền kề. Thầy lấy ví dụ như sau. Trong quá trình ngắm bắn, ta xác định cái mục tiêu này nó cao to bằng 0.5m hoặc nó nhỏ hơn 0.5m. Và ta ước lượng cái cự ly này. Ta ước lượng cái cự ly này. Cái cự ly này, cái thước ngắm là cái cự ly này là bằng 300m chẳng hạn. Từ thầy đến cái thằng địch này là bằng 300m. Thì thầy phải chọn cái thước ngắm lớn hơn cự ly bắn. Có nghĩa là ta phải chọn cái thước ngắm liền kề lớn hơn cái cự ly mà ta xác định. Ta sang phần B. Ta sang phần 2 là cách chọn điểm ngắm. Và cách chọn điểm ngắm thì ta có cái gì? Cách chọn điểm ngắm ở đây thì ta có A là cứ B là cách chọn. Thứ nhất là căn cứ thước ngắm đã chọn. Căn cứ thứ hai là độ cao của đường đạn trên đường ngắm. Căn cứ thứ ba là tính chất mục tiêu cao to hay thấp bé, cố định hay di động. Và căn cứ cuối cùng là kết quả tính toán là hưởng điện thời tiết. Thầy giải thích cụ thể như sau. Căn cứ thứ nhất là căn cứ vào thước chọn. Thế thì căn cứ thước cũng đã chọn. Xoay dọi
vào cái thước ngắm đó, ta mới lấy được thước ngắm. À, nếu như ta soi dọi vào cái thước ngắm đó, ta lấy thước ngắm, thì nếu như ban đêm ta dễ bị để lộ, ta để lộ thì vô cùng nguy hiểm, Thế thì ta căn cứ vào cái thước ngắm đã chọn là thước ngắm như thế nào? À, nếu như ta chiến đấu vào ban đêm thì ta lấy cái thước ngắm đã chọn, thì trên hệ thống các cái thước ngắm người ta có ký hiệu là chữ P, chữ D, chữ A, chữ N. Thì cái chữ này tùy theo nước sản xuất các em ạ. À, nếu như súng của Nga người ta sản xuất thì người ta ký hiệu là chữ P. Nếu như súng của Trung Quốc mà nó sản xuất thì ký hiệu là chữ D. Súng Ba Lan kiểu khác thì ký hiệu là chữ A và chữ N. Và cái thước ngắm cuối cùng đấy, thầy lấy cái đại diện cái khẩu súng của Nga sản xuất là thước ngắm P. Thì cái thước ngắm P này, thì nó tương ứng với thước ngắm 3. Và cái thước ngắm P này người ta còn gọi là ngắm đêm. Thước ngắm P này thì khi các em học thực hành ở học phần 3, các em tập trung ở trung tâm thì các thầy sẽ giới thiệu cụ thể trên khẩu súng để các em lấy cái thước ngắm P này. Thì các em lấy thước ngắm P này nó rất đơn giản. Thầy lấy ví dụ, thầy có thể là nhắm mắt thầy lấy được. À, muốn lấy được thước ngắm P này thì ta dùng bàn tay phải, dùng ngón tay và ngón tay trỏ bóp vào cự thước ngắm, ta kéo từ trên xuống dưới thả ra, nghe tiếng cạch thì đó nó là cái thước ngắm P. Đó, thước ngắm P. Thầy nhắc lại, cái thước ngắm P này thì nó tương ứng thước ngắm 3. Nếu như nó tương ứng với thước ngắm 3 thì ta bắn ở cự ly là bao nhiêu mét các em? À, nếu như nó tương ứng với thước ngắm 3 thì ta bắn ở cự ly là bằng 300 m. Thước ngắm tương ứng cự ly bắn. Còn lại cái cách xác định các em là xác định là cái mục tiêu này nó như thế nào. Nếu như ta đã chọn cái thước ngắm cố định rồi là cái thước ngắm đêm, hoặc cái thước ngắm đã chọn, thước ngắm đã chọn là thước ngắm pi này, thì người bắn phải luôn luôn biết vận dụng vào cái địa hình để ta tiếp cận mục tiêu. Ta tiếp cận mục tiêu thì thước ngắm là đã chọn là thước ngắm 3, là tương ứng với cự ly bắn là 300 m. Thầy lấy ví dụ người bắn là cách mục tiêu này ta ước lượng là 400 m, thì người bắn phải tiếp cận mục tiêu. Ta phải thực hiện cái phương các cái vận dụng các cái phương pháp tư thế là vận động trên chiến trường để ta tiếp cận là gần lại 100 m nữa để ta mới tiêu diệt địch, là ta mới bắn. Ý thứ hai là độ cao của đường đạn trên đường ngắm, thì cái phần này các em cái ý này các em tự nghiên cứu. Ý thứ ba là tính chất mục tiêu, cao to hay thấp bé, cố định hay di động. Từ sáng là thầy giới thiệu các em đó là chỉ cái mục tiêu là cố định thôi. Thế thì cái mục tiêu di động ta bắn như thế nào? Thực tế cái mục tiêu di động bắn không hề đơn giản chút nào vậy. Mục tiêu di động là ta xác định nó như nào? Xác định cái mục tiêu di động này là thằng địch, nó tuần tra canh gác, nó đi đi lại lại như này. Cái thằng địch này khi mà máy bay trực thăng nó đổ quân xuống, có thể là nó vác lương thực thực phẩm, nó di chuyển vào trong các cái hầm hào của nó. Thế thì điều kiện cơ hội của ta có như vậy, nó để lộ mục tiêu, ta không bắn nó à? Điều kiện này tốt quá chứ. Tốt quá, ta bắn nó như nào? Thì các em sẽ phải nghiên cứu sang cái bài học 2. Cái bài tập bắn là cái bài 2 là bắn mục tiêu di động. Bắn mục tiêu di động là ta bắn như thế nào? Thì phạm vi cái bài này thầy không có giải thích cụ thể về cái bắn mục tiêu di động. Thầy chỉ giải thích các em là bắn cái mục tiêu cố định thôi. Thực tế bắn cái mục tiêu di động cũng không hề đơn giản. Muốn đưa được viên đạn từ người bắn tới mục tiêu, cái mục tiêu cố định đã khó rồi, thế nhưng cái mục tiêu di động ta phải, thực tế là ta phải đổ mồ hôi. Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Thực tế khi người chiến sĩ tập các bài bắn cũng vô cùng khó khăn, gian khổ và thử thách. B là cách chọn. Thì cách chọn thứ nhất là với mục tiêu lớn hơn bằng 0.5 m thì ta chọn điểm ngắm vào đâu? Ta chọn điểm ngắm vào phần to nhất của mục tiêu, Đối với mục tiêu thấp bé nhỏ hơn 0.5 m thì ta chọn thước ngắm vào đâu? Ta chọn thước ngắm vào phần
chính giữa mép dưới của mục tiêu. Đó. Thì cách chọn đối với mục tiêu cao to lớn hơn 0,5 mét thì ta chọn điểm ngắm vào phần to nhất của mục tiêu. Đối với mục tiêu thấp bé nhỏ hơn 0,5 mét thì chọn điểm ngắm vào chính giữa mép dưới của mục tiêu. Để các em lưu ý cái này, điểm ngắm vào phần chính giữa mép dưới mục tiêu để ta giữ mặt súng cho nó thẳng bằng. Về câu hỏi phần này thầy đặt ra cụ thể như sau. Câu hỏi thầy đặt ra: một là ngắm bắn là gì, hai đường ngắm cơ bản là gì, ba là thực chất của lấy đường ngắm cơ bản, thực chất của lấy đường ngắm cơ bản là gì. Thì cái câu hỏi này là câu hỏi mở, thầy không yêu cầu các em trả lời. Thầy lấy ví dụ như sau: đường ngắm cơ bản là gì, hai là câu hỏi thứ nhất là ngắm bắn là gì, câu hỏi thứ hai là đường ngắm cơ bản là gì, và câu hỏi thứ ba là thực chất của lấy đường ngắm cơ bản là gì. Thì cái câu hỏi này tương tự, thầy đặt vấn đề cho ba cái vấn đề học của Nga thì các em sẽ nghiên cứu từng phần một để các em đặt câu hỏi cho ba cái vấn đề còn lại, để cái thời gian sau ta sẽ thảo luận. Tóm lại, muốn bắn trúng mục tiêu, người bắn phải thực hiện tốt ba yếu tố như sau: một là có thước ngắm đúng, hai là có đường ngắm đúng, và ba là hai là có điểm ngắm đúng, và ba là có đường ngắm đúng. Thầy nhắc lại, muốn bắn trúng mục tiêu, người bắn phải thực hiện tốt ba yếu tố sau: một là có thước ngắm đúng, hai là có điểm ngắm đúng, và ba là có đường ngắm đúng. Nếu như thiếu hoặc thực hiện sai lệch một trong ba yếu tố trên thì khả năng bắn trúng mục tiêu sẽ thấp, không trúng mục tiêu. Thầy nhắc lại, nếu như thiếu hoặc thực hiện sai lệch một trong ba yếu tố trên thì khả năng bắn trúng mục tiêu sẽ thấp, hoặc không trúng mục tiêu. Và kế hoạch củng cố bài này thì các em sẽ củng cố cái bài câu hỏi cụ thể như sau, và cái giờ sau thì sẽ tổ chức là thảo luận. Một là hiện tượng bắn góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy. Thì hiện tượng bắn góc nảy và nguyên nhân sinh ra góc nảy thì yêu cầu các em là nắm được khái niệm của góc nảy và giải thích được các cái nguyên nhân sinh ra góc này. Hai là hình dáng của đường đạn trong không gian và ý nghĩa thực hiện trong chiến đấu. Thì yêu cầu đối với sinh viên cần nắm được thì các em phải nêu được khái niệm và đặc điểm các yếu tố quyết định đến hình dáng của đường đạn trong không gian. Ba là ngắm bắn là gì? Ngắm bắn, ảnh hưởng của ngắm đến kết quả bắn và cách chọn thước ngắm và điểm ngắm. Yêu cầu đối với sinh viên thì các em phải nêu được khái niệm, giải thích được các cái trường hợp ảnh hưởng của ngắm đến kết quả bắn. Và cái 4 là cách ngắm và cách chọn thước ngắm và điểm ngắm. Về nội dung của bài của thầy thì đến đây là hết. Thầy xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe cái nội dung bài giảng của thầy. Và thời gian nghỉ giờ lao của các em là 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ là vào thảo luận. Và thảo luận đối với các em thì do thầy Đặng Quốc Thanh sẽ duy trì và tổ chức thảo luận đối với các em. Và sẽ đặt câu hỏi để thảo luận. Xin cảm ơn các em. Thank you.